Mình xin chào ngày mới tất cả các bạn. Thì mình cũng mới lên xe hồi đêm hồi hôm. Thì nay mình làm trễ, sáng nay thì mình cũng mượn xe anh chủ đất cái nhà này, đi lấy xe Honda gì đây nghe. Mình vô đây thì mình cũng mới tới đây. Thì đây là cái con gà mà anh chủ đất hôm trước mình làm á, anh có gửi tặng mình. Thì chắc chiều nay cái mình mặn gà này, cái trước cái mình cúng mấy ông chiến sĩ phước mặt ra ngoài đây nè, thì sau cái mình mời anh em trên bờ xuống cái làm đai rai, anh em mới biết nhau thì mình tạo cái tình cảm nha các bạn. Đây là cái miếng đất chút nữa mình làm, thì em trai đang dỡ cái cầu cho tôm ăn. Lúc đầu thì em trai tính phần đất này làm 2 ao, nhưng mà hôm giờ mình cũng bàn cho đất này bị thiếu đất nhiều quá. Làm ao thôi em ơi, với làm 2 ao mình phải chờ đợi, biết người ta mướn mình phải làm thôi. Nhưng mà mình thấy cái đất này cũng nhỏ nè, phân ao ra nhỏ xíu luôn sao nuôi. Thì với lại đất nó đè nó đang sâu sẵn nè, rồi mình cũng không có đất để mình làm ngăn cái bờ ngang đất nhiều lắm. Chút nữa mình làm rồi mình chia sẻ nhiều hơn. Thì chỗ này thì mình cũng mới tới đây lần đầu tiên, thì mình đang làm cái đất của anh mà mình cẩu cái mấy cây dừa, thì em trai này cũng bạn anh đó, thì chỉ qua chỉ lại thì mới biết nhau. Chiều xuống Lan làm ăn xuống em. Rồi. Trước khi thì mình xuống miếng đất thì mình cũng hồi sáng nay mình có đi vòng vòng mình coi hết cái dàn bờ rồi, thì mình cũng xin chia sẻ cái việc làm của mình. Thì cái bờ bên đây thì cũng bự sẵn rồi, cũng không có cần đất gì nhiều. Rồi cái bờ đó cần đất, với lại bờ sông ngoài thì cần đất cũng khá là nhiều, nên mình vô đây mình làm một bát trước để mình đưa đất vô mấy bờ này trước. Tại nếu mình đưa trong đây cho đủ đất trước đi, còn ngoài kia này phải dư đất rồi, dư đất là mình triệt ra ngoài kia để mình be cái bờ ngoài sông á, đặng cho nó cao đặng giữ nước. Đấy, ao này thì mình lấy xuống tầm chừng 2 tấc rưỡi à, chứ mình không có lấy sâu. Mình lấy sâu thì nó cũng có nhiều công nhân lắm, mình lấy sâu quá thì đất nó chèn mình lâu lắm, làm vậy nó hao giờ dữ lắm. Rồi cái thứ hai là lấy sâu quá cái phèn bảnh lên á, rồi người ta nuôi khó có nuôi tôm lắm, nên mình lấy cũng vừa tầm thôi. Tại vì mình làm ở vùng này cũng lâu rồi á, mình cũng biết. Rồi đây mình cưa miếng nước vô cho nó dễ lấy mặt bằng chút. Sẵn có nước đây thì mình khơi thôi, chứ bình thường mà không có nước thì mình vẫn làm bình thường chứ không có gì. Đó, mình lấy mình canh sao nó bằng cái đường mương cũ, nó cạn hơn đường mương cũ nữa. Chắc cái này nước không vô nổi. Sáng ngày em trai lên, em trai nói em câu cái mình thấy khỏe hơn mình gì đâu. Hồi hôm thì em trai tính phân làm 2 ao, ngay chỗ cái cây thẳng qua nhà bển là 1 ao đó. Cái mình suy nghĩ hoài, nói trời ơi đất đâu làm. Lên mình hạ bờ xuống, cái bờ đó cũng nhỏ nữa. Tại hồi xưa miếng đất này nè, hôm mình cũng có hỏi cái chú của chủ nhà nè, hỏi đất sao đìa sâu hết trơn mà bờ nhỏ quá vậy. Thì chú mới nói hồi đó đất ở đây rất là ruộng nè, rồi mới dời một quách lùa bển đắp nguyên cái nền đó. Cái nền ở chỗ nhà, nên giờ sâu quá trời, giờ không có đất để mình làm nữa. Thì hôm mình cũng có thật sự ra hôm thì mình giải thích á, chứ cái này là nếu mà phân 2 ao là đất này làm trên 20 triệu á. Còn mình giải thích mình nói em ơi, đìa mình sâu sẵn rồi, mình sâu sẵn rồi, bây giờ em mà phân thiếu đó nữa em đào sâu nữa là em nghỉ nuôi luôn em ơi. Đào sâu mới có đất làm các bạn, chứ giờ nó cặn nhách hết trơn rồi thì mình đào sâu mới có đất làm, chứ giờ đìa nó sâu sẵn là đất đâu mà mình phân một cái bờ. Nên sáng em trai nói anh ơi, qua anh nói vậy cái gì em cũng có suy nghĩ rồi, nói cũng đúng, thôi đi làm tạm thời mình làm ao thôi anh ơi. Ao cái mình cũng khỏe mình nữa, mình vô mình làm một lần cái mình đi luôn. Sáng
giờ thì mình nói cũng hơi nhiều rồi. Mình nói ra để mình phân tích cho mấy bạn xem clip mình, mấy bạn hiểu. Mình cũng chia sẻ thật sự thì mình làm cũng rất là dở, chứ làm không bằng ai hết trơn. Tại vì mình làm clip thì mình cũng mong muốn thì gửi đến mấy bạn xem, mấy bạn yêu mến Nghề Xe Cuốc xem cho vui. Thì với lại mình làm thì sau này thì mình giữ lại kỷ niệm, để sau này biết đâu về già rồi mình cũng để lại kỷ niệm đó. Thì cái mình mở lại mình xem, đôi lúc nó cũng rất là vui. Thì thôi mình cũng xin mời tất cả các bạn xem mình làm. Em bây giờ mình lấy đồ em đốt cái tiền bạc luôn đi em ơi. Cái bờ ở trước cửa nhà thì mình kè ra thì khoảng cỡ 5-6 thắt. Đất dư thì mình gom về đây để mình bo cái góc này cho hơi bự bự một chút. Với lại chỗ này nè, nó hơi meo quá mà nó nằm ngay cái sông này. Cái mình bo ra chắc cao cao đây, cái nước lớn cái trừ hao cái nước tràn á. Ủa em lấy can lên chút đi mua dầu luôn vậy em? Chút đi lấy dầu luôn anh, sáng giờ nấu cơm nước rồi giờ nó rảnh.
nó cũng ngoài này nè, nó cũng hơi thiếu đất nên mình gom đất ra ngoài này. Đáy ao này thì mình lấy chủ yếu là cho nó hơi bằng mặn thôi, chứ cũng không có đào hố siêu phong, rồi cũng không có múc lòng chảo gì hết á. Đây người ta nuôi ao đất mà mình không biết nuôi tôm thẻ hay tôm sú nữa. Thì nhiệm vụ của mình thì người ta kêu mình làm thôi. Chắc chiều nay thì cũng nhờ em trai ở một vòng đây nè, cái có mấy cái nhà người ta gần đó đó, coi có quen ai không cái mời xuống xà lan mình làm vài ly. Thì cái nghề của mình thì đôi lúc phải giao thiệp như vậy đó, nó mới có đất làm các bạn. Ví dụ như mình rủ người ta vậy đó, biết đâu người ta một vòng có anh em cô chú gì ở gần gần á, có kêu làm người ta giới thiệu mình. Chứ giờ mình thấy năm nay thấy kiếm đất làm cũng hơi khó các bạn. Năm nay không biết sao mà thấy anh em trong nghề mình thấy xe đất làm ít chứ không có nhiều. Tại mình cũng có mấy người bạn á, thì cũng làm nghề với mình vậy nè, thì năm nay đất ít làm. Thôi ở đây em còn ai nữa không, rủ lại nhậu cho em. Còn con về đó đi làm. Để cho nó tắm rửa à. Nay thì nhậu cũng không có mồi gì nhiều nên đạm bạc anh em dùng đỡ ha. À, hôm bữa còn mấy lon uống đỡ này đi. Rượu này thì mình mua ở ngoài chợ nè, mà sao uống sao thấy kỳ quá. Sao lâu dữ em? Trời ơi em trai tắm kỹ quá, tắm gì nãy giờ mấy tiếng đồng hồ chưa xong nữa. Làm anh uống nãy giờ hết gần cả kết rồi. Chắc một chút nữa xỉn sớm quá em ơi. Rồi giờ người ta nói em cũng đi nhậu thường, em biết là người ta nói vào 3 ra 7. Là em uống 3 cái đi rồi anh em nói chuyện hay sao? Nè nói chơi chứ anh em mình làm hết một cái đi. Rồi cái uống lại ha. Em trai này là chủ đất ở đây. Ở đây anh em không mình cũng mới biết nhau lần đầu tiên. Thì hôm nay nói chung thì tới đây làm thì cái gì cũng mấy nhờ ly rượu cái anh em mình biết thân thích nhiều hơn ha. Anh em mình nói mới sâu đậm ha em. Rồi vô đây em, vô làm nguyên cái đi.
Thôi thì mình dùng cái ly này mình cũng xin tạm dừng ở đây. Thì mình cũng xin chào tất cả các bạn.